Xin chào bạn đọc báo Tuổi Trẻ. Đây là bản tin được thực hiện bởi AI. Sau đây là những thông tin nóng nhất sáng ngày 8 tháng 7 mà chúng tôi vừa cập nhật. Nửa đầu năm 2024, trên 78.000 người lao động xuất cảnh đi làm việc nước ngoài. Tin từ Cục Quản lý Lao động ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 6 năm 2024 là trên 12.000 người. Dẫn đầu vẫn là Nhật Bản với gần 5.400 lao động, tiếp sau là Đài Loan, Trung Quốc với khoảng 6.200 người, Hàn Quốc gần 400 người, tháng trước lên tới 4.400 lao động. Như vậy, trong 6 tháng đầu năm 2024, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trên 78.000 lao động, đạt gần 63% so với kế hoạch năm. Nhiều nhất là Nhật Bản với hơn 40.000 người, Đài Loan, Trung Quốc trên 27.000 lao động, Hàn Quốc khoảng 5.500 người. Năm 2024, Cục Quản lý Lao động ngoài nước đặt mục tiêu đưa khoảng 125.000 người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Thời gian tới, Việt Nam sẽ tiếp tục đề xuất Hàn Quốc tăng hạn ngạch tiếp nhận lao động Việt theo chương trình cấp phép việc làm, lao động ngành đóng tàu, nông nghiệp, thủy sản tàu cá. Ngoài ra, hai bên nghiên cứu hợp tác, mở rộng ngành nghề mới mà Hàn Quốc có nhu cầu như công nghệ thông tin, điều dưỡng và dịch vụ. Lãi suất tiết kiệm đến cuối năm sẽ tăng lên 5,5%. Trong báo cáo chiến lược vừa công bố, đội ngũ phân tích chứng khoán MBS cho biết, lãi suất giữa các ngân hàng hiện đã tăng gần đến mức 5%, đánh dấu một mốc tham chiếu mới do nhu cầu lớn hơn về thanh khoản. Tin tức cho thấy lãi suất tiết kiệm 12 tháng trung bình của các ngân hàng thương mại nhỏ và vừa tăng mạnh hơn, trong khi các ngân hàng thương mại lớn tăng thấp hơn trong cùng giai đoạn. Mặc dù các ngân hàng nhà nước chưa cập nhật chính thức lãi suất tiết kiệm trên các trang website của họ, dự kiến rằng họ sẽ sớm đi theo xu hướng tăng này, MBS dự báo. MBS cũng cho rằng nhu cầu vay vốn sẽ bắt đầu tăng mạnh từ quý 3 năm 2024 do sự tăng trưởng sản xuất và đầu tư mạnh mẽ. Nhóm chuyên gia dự đoán lãi suất tiết kiệm 12 tháng của các ngân hàng thương mại lớn có thể tăng thêm 50 điểm cơ bản và dần trở lại mức 5,2 đến 5,5% vào cuối năm 2024. Tuy nhiên, lãi suất cho vay sẽ duy trì ở mức tương tự vì các cơ quan quản lý và ngân hàng thương mại đều nỗ lực cung cấp vốn cho doanh nghiệp vay vốn, MBS nhận định. Giá sầu riêng bật tăng lại, nông dân đua trồng mới. Theo thông tin từ nhiều nhà vườn tại khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên, ngày 7 tháng 7, giá sầu riêng bán tại vườn hiện giao dịch với sầu riêng Thái ở mức 80.000 đến 90.000 đồng trên kg tùy loại, sầu riêng G6 ở mức 57.000 đến 67.000 đồng trên kg tùy loại. Mức giá này được cho là tăng 8.000 đến 12.000 đồng trên kg so với giá phổ biến khoảng 1 tháng trước đó. Sở hữu hơn 2 hecta sầu riêng, ông Nguyễn Văn Việt, huyện Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk cho biết khoảng 3 đến 4 tuần trước, giá sầu riêng được thương lái báo ở mức thấp, nhiều thương lái phải chấp nhận bỏ cọc nhưng từ 1 đến 2 tuần nay, giá quay đầu tăng lại. Theo đại diện Hiệp hội Rau quả Việt Nam, giá sầu riêng quay đầu tăng lại, chủ yếu do sầu riêng chính vụ ở khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ gần như đã hết, bị đứt lứa, trong khi khu vực Tây Nguyên mới chớm vào đầu vụ nên nguồn cung ít. 1 đến 2 tháng tới, nguồn cung từ Việt Nam và Thái Lan có xu hướng cùng giảm, giá sầu sẽ ổn định ở mức tốt. Với giá sầu riêng tăng cao, nhiều nhà vườn tại Nam Bộ và Tây Nguyên tiếp tục mở rộng diện tích trồng, trong đó không ít nông dân chọn phá vườn điều, cao su để xuống giống sầu riêng. Nhu cầu trồng mới ở mức cao nên giá cây giống sầu riêng thời gian qua tăng liên tục, hiện ở mức phổ biến 120.000 đến 200.000 đồng cây tùy loại, tăng 30 đến 40% so với hơn 1 tháng trước và tăng 70 đến 80% so với mức ổn định các năm trước. Sông Sài Gòn và Đồng Nai chất lượng nước tốt, kênh nội thành ô nhiễm nặng. Tin tức từ báo cáo mới nhất của Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh về chất lượng môi trường nước cho biết, chất lượng nước mặt tại 22 trạm quan trắc đặt trên lưu vực sông Sài Gòn và Đồng Nai cho kết quả chất lượng nước ở mức trung bình đến tốt, một vài điểm ở mức rất tốt. Tại 2 điểm lấy nước thô của Tổng công ty cấp nước Sài Gòn trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sawaco, sau đó xử lý cung cấp nước sạch cho người dân Thành phố Hồ Chí Minh là Hòa Phú, huyện Củ Chi và Hòa An, tỉnh Đồng Nai ở mức tốt. Ngược lại, chất lượng nước ở hệ thống kênh rạch nội thành Thành phố Hồ Chí Minh như sông Vàm Thuật, kênh Tham Lương Bến Cát rạch nước lên, rạch Xuyên Tâm, kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè, kênh Đôi Tẻ, Tàu Hủ Lò Gốm Bến Nghé, Suối Nhum, Trần Quang Cơ ở mức kém đến ô nhiễm rất nặng. Hezbollah mở cuộc tấn công trên không lớn nhất vào Israel. Ngày 7 tháng 7, Nhóm vũ trang Hezbollah của Lebanon tuyên bố đã phát động chiến dịch trên không lớn nhất của họ, trong đó điều các máy bay không người lái, drone, mang chất nổ nhắm vào một căn cứ tình báo quân sự của Israel trên đỉnh núi ở cao nguyên Golan, hiện do Israel kiểm soát, theo hãng tin AFP. Cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh giao tranh xuyên biên giới giữa Hezbollah và Israel leo thang. Đây là một phần trong phản ứng của Hezbollah với cuộc tấn công của Israel ngày 6 tháng 7. Cuộc tấn công đã giết chết một thành viên quan trọng trong đơn vị phòng không của Hezbollah. Thông báo về chiến dịch do các lực lượng trên không của mình thực hiện, Hezbollah nói họ đã điều nhiều đội drone liên tiếp nhắm vào trung tâm trinh sát trên núi Hermon. Hezbollah cho biết họ tấn công các hệ thống tình báo, phá hủy chúng và gây ra một vụ hỏa hoạn lớn. Quân đội Israel thuật lại một chiếc drone mang chất nổ đã rơi xuống khu vực trống ở núi Hermon, nhưng không có thương vong. Lực lượng phòng không Israel đã đánh chặn thành công một số mục tiêu trên không bay qua từ Lebanon sau khi còi báo động vang lên ở khu vực cao nguyên Golan. Được biết, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Galang đã đến thăm các binh sĩ trên núi Hermon trước đó vào ngày 7 tháng 7. Thủ tướng Hungary Orbán đến Bắc Kinh. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đã đến Bắc Kinh hôm nay ngày 8 tháng 7 để hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, theo hãng tin Reuters. Chuyến thăm diễn ra không lâu sau khi Hungary chính thức đảm nhận cương vị Chủ tịch luân phiên Hội đồng Liên minh châu Âu, EU, trong 6 tháng kể từ đầu tháng 7. Với chuyến thăm Bắc Kinh, phía Hungary nhấn mạnh sứ mệnh hòa bình của Thủ tướng Viktor Orbán vẫn tiếp tục. Ông Orbán đã tới Ukraine và Nga vào tuần trước trong chuyến công du mà ông gọi là sứ mệnh hòa bình. Quý vị vừa nghe tin tức sáng của báo Tuổi Trẻ.